Rồi ok, bật đèn rồi. Thằng nào nào. Trời ơi, đây bật. Ôi trời má. Trời ơi. Hello anh em, hôm nay mình sẽ chơi game có tên là Fist to Fasten các bạn. Thì đây là phần thứ tư có tên là Iron Park Lookout. Thì diễn biến trò này như thế nào chúng mình sẽ cùng mình chơi thử nha. Bởi vì mình cũng gọi là vừa mới biết là Fear to Phantom ra phần mới á nha. Thì lần trước là mình đã chơi qua ba phần rồi. Phần thứ nhất là Home Alone, thứ hai là Norwood Heat 2, phần thứ ba là Castle House á. Thì mình theo mình là cái phần 3 là cái phần mà theo mình là cũng tương đối là khá là ám ảnh á, bởi vì cái cô bạn gái mà gọi là sao ta, nó lẻn vô nhà để mà sướng mình đó các bạn. Rất là đau tim luôn á. Để xem phần phần thứ tư này nó có giữ được phong độ như những phần trước không các bạn. Ok, bắt đầu nhá. Thấy không đó, như em nói, trời ơi, có phần thứ năm nữa nè, thấy không? Tựa game này kéo dài 2 tiếng. À, Fear to Phantom, à, nói chung là tựa game dựa trên nỗi mà kinh dị gọi là thực tế luôn á, nỗi sợ mà cuộc sống hàng ngày các bạn. Ok, dựa những câu chuyện mà có thật á. Ok, bắt đầu nhá, new game. Phần 4 Iron Park Lookout, tức là cái trạm mà giống như là quan sát á, Iron Park á. Tôi để ý bạn yêu cầu một câu chuyện khi tôi đang xem YouTube play Fear to Fasten House. À, đó là một số người họ đề xuất cái câu chuyện để mà làm game ấy. Rồi rồi. Đó là câu chuyện mà xảy ra khi tôi 24 tuổi. Thật là lạ khi phải nói, phải kể cho bất cứ ai, đúng không? Cái là đang kể lại á. À, rồi rồi. Nếu mà mình nói ra, đúng không? Thì người ta sẽ nghĩ là một cái gì đó rất là điên rồ. Nghĩ là mình gọi là thằng này nó lẻo, nó láo ấy. Như tôi đã ghi thì đó là trải nghiệm đáng sợ nhất cuộc đời tôi. Ok. Ok, was the next Nielsen has small job. Ok. Tôi là một người trong gì ta? Nói chung là một người là giữ trạm ở cái khu rừng. Thường ở mấy cái khu rừng nước ngoài đó, thường có hai cái trạm cao cao mình quan sát á. Hai cái tiếng nhạc ghê quá. Tôi nhận lương đúng không, để tôi lo hết ra phần đời còn lại. What the fuck, vậy còn than vãn gì nữa. Tôi không đủ để chữa trị cái gì, tôi không đủ tiền để trang trải để đi chơi nhà hàng với nói chung là tiền đủ sống thôi đúng không. Ừ thì đi. À, không biết cái gì ta, tức là mình đã mua cái xe mà AV đúng không, với một đó với sự giúp đỡ tài chính từ cha của tôi. À, cái xe AV đó giống như cái nhà mà tôi đã từng có. Ok hiểu. Tôi được chuyển tới một cái outpost gì ta, nói chung là mình đã được cái điều chuyển đi á. À, tức là mình phải bỏ xe AV để qua địa điểm mới đúng không? Ok. Game này thì 2 tiếng các bạn. Ok đi thôi. Hello. Trời ơi. Mình đang trên đường đi tới, đi đâu đây? Tới cái chỗ mà tôi nhận việc đúng không? Cái gì đây? What the fuck? Tôi vẫn còn đang trên đường đi. Nếu tôi không chết đói tôi tới chết tôi sẽ ổn thôi. Bạn phải vượt, bạn đã qua Robert chưa? Nó no, why, tại sao, ai biết. Rồi ok đi tiếp nào. Tôi gì ta, má thiệt, ấy là game này có một số từ nó hơi chuyên môn á, cho các bạn nhiều lúc chơi nó có thời gian á thì có thể lấy điện thoại bấm Google vậy nha, để xem một số cái từ đặc biệt, cái từ gì. Cái này mình nhìn là mình cảm nhận thôi.
Ok. Ôi, gì? À. Tôi cảm thấy tôi như được ở nhà ở trong rừng. What the fuck? Hồi nãy trong rừng à. Remember dinner ngoài passing robot đó là có bữa ăn tại robot và có cái bánh burger. À ok. Thế là nhỏ này nhắn tin nó kêu mình đi mua burger ăn đi. Có một cái quán ở gần đó, ý là vậy đó. Này rừng thông hả ta? Nếu vậy là thời tiết ngoài này lạnh lắm á. Quên, tôi nói một câu vô cùng nghéo hiểu luôn ha. Hello. Trời mẹ. Lo nói chuyện. Lo nói chuyện. Tông mẹ cây okay rồi. Xe hư là rửa đồ là không có gì, không có ai đi sửa đâu nha. Nữa 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 nữa. Tập trung tập trung tập trung. Tập trung nha. Đây đúng không? Đây đúng không? Rồi rồi, tấp vô tấp vô. Trời ơi, dừng xe vậy á. Có chịu nổi không? Không lên thân gì hết trơn. Kiểu này mà chở ghệ là thôi chết rồi. Cài xuống. Ok. Ấy có ai như tôi mọi người. Má đậu xe đậu vậy nè. Ấy. Sao ấy? Chắc tôi uống bia nhiều quá hay sao á. Rồi ok vô. Hello. Trời ơi. Nhạc chiêu dữ. Nhưng mà làm ơn đừng có đánh đáng quyền tôi nha. Đánh đáng quyền là sếp. Cứ thao bao chiêu. Cảm thấy rảnh. Cái gì? Có anh cứ ngồi tự nhiên nha. Tôi sẽ quay lại ngay. Ok. Space to get up mà. Tôi là Parara và sẵn sàng cho bữa đặt đặt món chưa? Ok. Hồi nãy con nhỏ nói là burger đúng không? À đây burger nè. Burger is the best request. Ok. Ok thì đã gọi là sao ta? Burger ngon nhất rồi, tôi sẽ lựa cái món nước uống là ngon nhất luôn. Last spot. Ok. Uống Coca. Ok, xong. Cái gì? À, tôi luôn có thói quen đi đá trước khi ăn. What the fuck? Trời ơi, phải đi đá nè. Thôi anh ơi, ăn cái đi hả đi. Dạ, phải đi đá thiệt luôn hả? Tôi phải đi đá. Tôi thật sự phải đi đá. Đá quá. Trời ơi, game làm quá. Có cần phải thực vậy không? Ok, bắt đầu nha. Hello. Đấy, trời ơi, đấy, đấy, đấy. Đấy, 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 trời ơi, ấy ghéo cờ thực tế gì không? Trời ơi, đấy rồi. Ấy chà, xong rồi hả? Xong chưa? Xong rồi. Má khai ngáy luôn. Các bạn sẽ phải gọi là dọn dẹp cái chiến trường của tôi nha. Rồi, rồi, vô đây. Rồi, đồ ăn đâu? Xong chưa? Anh em đồ ăn chưa ra nữa là sao vậy? Làm ăn kiểu gì á? À, làm ăn vậy chết rồi. Ê, ê, ra kìa, ra kìa. Thì game này được nhà sản xuất báo là 2 tiếng nha. Để tôi xem nó với khả năng mình chơi sẽ được bao lâu. Có thể hơn đấy. 2 tiếng là nó tính là chung chung thôi. Ăn đi, ăn đi. Trời, bánh burger chất lượng vãi, còn 3 lớp luôn hả? À. Ủa không chấm nước chấm luôn. Trời ơi. Có tay chiên. À, coi ăn vậy không ghét ghê. Rồi gì đây? À, bạn có ăn xong chưa? Cảm thấy thế nào? Tôi đây vẫn đang ăn rất tốt. Uống uống cho nhiều vô, tí nữa đi giữa đường mất đái nữa nè. Cái gì vậy?
Show you nó rồi mà. Cái gì ta? Món ăn này làm tôi nhớ tới cái gì? Dịch cái gì mà nó gọi là ta? Dịch cái gì á? Nghi sao ấy? Ấy gì? Bạn nên. Ê, từ. Anh có thích món ăn này không? Rất là tuyệt. Anh muốn thử món khác không? Thế các bạn nên thử các bạn. Thử luôn. Rồi suy nghĩ lại ngay. Khoan rồi đọc nhắn coi. Bất sự quá, ta chỗ ta đang bấm điện thoại mà. Cái gì ta? You should send me gì caseron gì gửi tôi gì đơn gì à gửi tôi cái hóa đơn món ăn mà bạn đang nói tôi chết mẹ tới nữa kìa chưa kịp đọc tin nhắn luôn á à thế là tính tiền ha tiền ship thôi 15% luôn nha rồi tiêu cái tiền ship tiền hy vọng bạn bạn yêu thích cái gì gọi là enjoy cái chuyến đi nhé ý là vậy á ừ có nhiều thứ mình gọi là không dịch được mình chỉ gọi là hiểu ý nghĩa thôi đọc và biết liền gì ta rồi khỏi đi cũng không quan trọng lắm nói chung là cái nào quan trọng mình sẽ dịch nha ở nào mà thấy quan trọng mình lướt lướt còn cho nhanh trời ơi ngồi tức mà ngồi dịch hết cái này là chắc chơi game rồi là 3 tiếng luôn đó các bạn trời ơi nghĩ sao bắt tay dịch toàn mấy từ khó không à đã biết người ta là lên Việt Nam rồi chơi tiếng Anh bắt tay dịch nữa nè về đi nhá ây thường á một trong những SDS của game này là mình phải luôn quan sát xung quanh bởi vì những gì xung quanh mình nhìn thấy biết đâu đó là giúp mình giúp ích mình cho cái kết đó các bạn nhiều khi phản diện nó đứng trước mặt mình mà mình không hay luôn á trong cái phần 3 á trời ơi cái con phản diện mà nó xuất hiện từ đầu game luôn mà mình không hay luôn á lên coi YouTube á coi người ta giải thích cốt truyện mới biết á không không ngờ nó theo dõi mình kỹ luôn các bạn trời ơi đi rừng giữa trời tối nè sao đâu xe tôi cái xe tôi với mấy cái nhà mà sợ gì nhưng mà mình nghĩ ra thường chạy xe này cũng bất tiện lỡ hơn cũng phiền lắm á đó. Đó cái chỗ này đúng không cái nút cao này đúng không cái trạm này đúng không đó, phải rồi phải hình như phải đâu không phải đâu vô đi luôn tôi I drop past chair cross đúng đường không vậy hay đi lùi lại sao đây chậm rồi phải lùi lại hả I have to ride back to the trail à rồi tôi phải chạy lùi lại à ta phải dừng lại chỗ đó chút xíu đúng không rồi rồi bất tử phát trời ơi phải lùi lại không phía sau không thấy mẹ gì trơn á trời ơi không có gương chiếu hậu luôn trời ơi mọi người ơi chợ đường hoang vắng có mình tôi à đây 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 nè trời ơi dừng 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 thôi dừng đây đi nha để tôi dễ cái gì tôi dễ chạy luôn à đây có nhiều xe đậu giống mình nè giờ ngủ qua đêm hay sao hay làm gì à lên đây hả à chạm tôi ở đây đúng không rồi là hiểu rồi alo ôi trời má ôi ghê trời ơi, tay tôi sởn luôn các bạn the fuck anh holy moly you scare me không anh xe anh làm tôi sợ thì có anh nói gì á you scare me anh làm tôi sợ đây my lord have mercy chúa thương xót ok ừ thương xót cho anh đấy anyway I can see your permit please tôi có thể cho tôi xem cái giấy phép quan được không no oh I'm not a camper tôi phải là người cắm trại đâu tôi là người được chuyển đây để gọi là ê cái bóng người đi ngang kìa các bạn thấy không ủa cái bóng người đi qua kìa đây nè nè ôi rồi 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 tôi thấy rồi nha rõ ràng nha SDS đó I did, I did, I did,
Yeah, có đọc tiếng Anh đấy các bạn. I didn't know we were hiding this season. Hang on, let me check on that. Ơi, tôi vừa thấy ai đi ngang qua, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, đợi anh check rồi thôi, người ta xử tôi luôn rồi còn mẹ nữa. Khoai không, khoai không? Ok, pal, you are good to go. À, anh ổn đấy, à, gì? Anh là nhân viên ở trạm số 11. Ok. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi gì? Under impression that à, chìa khóa của anh đây. Thế là hiện tại cái tòa tháp đó không có nhân viên hết, chỉ có mình tôi thôi đúng không? Ý là vậy đúng không? Rồi rồi. Tao đã hiểu đại khái gì á. Let me open the jail gate for you. Trời ơi, à thế là đi vô rừng ở chỗ đây hả? What the fuck? Hồi nãy tôi thấy cái bóng người các bạn. Rồi xong ăn cứt luôn, Vinh. Ok, tôi nghe tiếng nhạc tôi sợ nha. Trời ơi, tiếng rừng ghê quá các bạn ơi. Tiếng rừng ghê quá các bạn ơi. Tiếng rừng ghê quá các bạn ơi. Tiếng gần ghê quá. Sao đây, sao đây? Ui má ơi, đừng. What the fuck? Mở, mở cổng, mở, không mở, mở hết đi. Đi mở cho người ta đi cái chiếc. Thôi như đi bộ qua đúng không? À qua như đi bộ qua thì sao á? Có chạy xe được không vậy? Chắc là flashlight. I can reach Tower 12 during your staffing. He will be your closest contact. À đấy các ông. Thank you, Billy. Cái gì vậy? Hey. Lời khuyên. Đừng có tham quan xa hơn nửa mét nhé, nửa cây số nha. Phía bắc Tower có đấy. Có mèo và gấu đấy. Nasty business, có đấy. À trời, tự nhiên tôi xuống xe chi ê, tự nhiên tôi lao xe vô chi. Trời ơi, gì đây, mất tích nè, có tục phát rồi. Tức là phải đi bộ vô đúng không? Ok, cho đèn pin. Rồi, tức là từ từ giờ là không có đi xe nữa. Foot trail, không không xe đạp, không đạp, không xe máy, không cưỡi ngựa, đi bằng bước chân. Tôi bỏ ba lô, I left my bag in the area first. Tôi bỏ ba lô, với là xích ba lô theo luôn. À, rồi. Trời ơi. Xin lỗi nha, tại tôi mới chơi, mình có biết mẹ này đâu. Ba lô hả? Bathroom. Trời đất. Tôi bỏ lại hết hả trời. Đâu, ba lô đâu? Ba lô. Ba lô đâu rồi? Ba lô. À đây. Ok. Ba lô theo đúng không? Bỏ em vào ba lô. Anh đưa em ra khỏi thủ đô, mình cũng rời thành phố, chắc nhân là khói ô tô, xây một căn nhà gỗ. Thái mái sẽ cận ngay ô mà tôi thấy kinh dị quá. Thái ngoại ô mà kinh dị quá các bạn. Thôi nghỉ nha, nghỉ mẹ. 11:32 đêm nha. Rồi rồi, thấy ăn mẹ ăn, ăn nghỉ rồi đó. Cái gì đây? Tower 11. Ok. À, tối tăm vãi. Hồi nãy thấy bóng người. Chìa khóa nè. Đây đúng không? Cái gì mà chạy dưới vậy cha? Má sợ vãi. Má rừng không à. Rồi rồi, cái trạm tôi đâu? Đâu rồi? Má sợ quá. Ở cái phía trước đúng không? Tower 11. Ok. Rồi, đi. Living in a fire tower not glamorous job. Cũng chẳng phải là cái nghề gì hay ho đâu. Hãy tưởng tượng ở ngoài đây một mình cả tuần xem. Điều đó không dành cho bất cứ ai cả. Trời ơi, nhà vệ sinh tôi đấy hả? Cái gì? I have always found that at all door. Ok, bật điện. Để lên đây đúng không? Tôi bật đèn mới thấy
Trời ơi, thiệt luôn, giao tôi công việc nguy hiểm quá. À gì, Quan Du khi bạn ở trên đỉnh của tháp cái gì chưa kịp đọc luôn á, thế là tốt tâm vậy. Cabin aroma food give me sense of comfort, cho tôi tiện nghi. Để chứ tôi cũng dám nhận ba việc này nữa. My hand were full. What? Rồi bỏ bỏ ra đi. Bỏ ra lô lại. Dễ hả? Trời, à không, những đốt củi chứ ai đi ấy làm vậy? Ê, đi chơi ngu. Nó thấy đường đâu. Rồi có đèn điện gì không? Rồi ok, có đèn rồi, ok. Ngon. Gì đây? Bật máy tính lên. Cái gì vậy? Cái gì khó hiểu vậy? Cái gì đây? Bật camera hả? What the fuck? Quật là mẹ gì? Ai gì check the Iron Bass Flyer là sao ta? Mật khẩu là cái mẹ gì trời? Iron Bass Flyer gì ta? Có đọc được chữ không? Thì light out after 12 giờ đêm, supply drop absolutely no guest in the lookout. Password là Iron Pass đúng không? Rồi. Luôn nạp điện, luôn đổ xăng vào máy phát điện. Rồi ok. Cũng là nhằn gớm nha. Rồi Iron Pass đúng không? Rồi. Iron Pass Enter. What the fuck? Sai à? Iron Pass đúng không mà? Rồi. Iron Pass. Có sai. Quá hiểu luôn. Nhà là số, trời ơi. Không phải. Mệt. Mệt. Để coi nữa. Sao nữa ta? Cái gì đây? What the hell? Ê, chạy, 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 chạy. Ngu vậy? Để gì đi đốt quá. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì vậy? Cái này là cái gì? Cú sạch dán này là cái gì? What the fuck? Ai ăn uống không rửa với chơi gì trời. Khoan, mật khẩu là cái gì vậy các bạn? Các bạn biết không? Trời ơi, mật khẩu là mẹ gì trời? Cái gì vậy? Cái này là mẹ gì nữa đây? Cái này là gì đây? Trời, tôi có phải dân đi rừng đâu biết trời. Trời ơi, vậy luôn á. Rồi xong, no sự đẹp ngoài một cuộc sống luôn. Vâng. Không có bạn. Là gì trời? Sao 11 hả? À khoan. Ô trời ơi ngon. Nó tưởng làm sai nữa rồi chứ. Ngon. Cái gì đây? What the cái gì? Hello there. It's Smiley, your truly viral assistant. Thôi. À cái này công việc nhập hệ thống báo cáo đúng không? Nên làm sao? À có cái đại kìa. Cái gì vậy? Làm sao? Trả lời hay sao? Bấm nào. Start it. À đây hả? À.
Tao nói là gì vậy, tôi chưa biết. Who is it? Tôi là Connor ở tòa tháp số 12. Tôi thấy đèn của anh bật lên. Thought you, I was going alone. Tôi cứ tưởng là tôi một mình chứ. Anh không bao giờ một mình ở trong khu vực này đâu. Tôi phải sẽ ra bảo vệ khu vực của anh cho đến khi tôi cho đến khi anh đi. Tên là gì? Sát. Chất xuất kịp vào Jen. Một chiến hữu trải nghiệm, chiến hữu dày dặn. Tôi có thể thấy gì đó. Tôi là sự mệt mỏi. Thế bây giờ tôi phải đốt củi đúng không, để làm gì ta, rồi là để rồi sưởi ấm á. Này đúng không, làm gì nữa, khoan từ từ. Này làm mẹ gì ta, trời ơi, mật độ nhiệt độ là cái gì trời, này giống khí tượng quá ta. Iron Park, để tôi thử lên Google tôi ghi coi. Đó là dịch dịch là cái gì ta? Iron Park. Không, không, cái này không phải. Cái này gọi là gì ta? Tháp cứu hỏa, tháp quan sát cung cấp nhà bảo vệ mà người canh chừng lửa. Ok, cũng tương đối vậy. Trời ơi, cho cái map thôi, nhìn nó nhức đầu quá, thôi bỏ đi. Gì vậy trời, đang coi gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Thôi. Mệt. And we are back. So how gì do you ghê feel vậy about being a plant? Do you moisturize? Every need for that. What the f*** did you just say? Get over here. Tim, không muốn gọi đâu. Thôi hỏi đi. Welcome to Ironbark State Park. Này hướng dẫn làm kìa. If you're watching this video, then let me be the first to say congratulations. Gì ghê vậy cha? You have been commissioned by the Ironbark Fire Department to protect one of canh the most lửa, không? Prestigious okay. Parks in the Chạm state of Washington. Rồi, ok. Hiểu hiểu. Established in 1897, we've been known as one of the safest parks in America. We hope you can keep it that way for many years to come. This training video will ensure you've been selected as one you will be wearing. So also keep watch for smoke. Make sure to know what color the smoke is. It may be crucial information. Fires are best stopped before they spread out of hand. Keep records of daily temperature. When the temperature rises, it is best that we have... After use the anemometer to scientifically gather the data. So don't be too ashamed if you can't lead to a wildfire. Keep maintenance of the park. And remember, if you see smoke... Cái gì? Welcome the authorities and notify them of the predicament immediately. Ok, giờ làm gì nha? Có mấy cái chạm phía trước rồi đúng không? Mấy chạm được ta? Trời, cái chạm phía trước mình múc chỉ ngoài kia luôn, ghê. Không xuống được. Không xuống được. Vậy cũng đỡ, ít nhất mình cũng biết mình sẽ làm gì. Làm gì nha? Ơi, ở đây không có mạng, không có mẹ gì hết trơn á. Mệt.
cũng dữ rồi. Ê, chơi ngu vậy. Thì ta làm sao? Tôi làm gì? Lốc lửa à? Ok, giờ phải đốt lửa lên đúng không? Lấy củi, lấy củi. Không được. Sao không lấy củi được? Củi nè. Nó lộn cái gì á, cái rìu để đi chặt á. Rồi sao nhỉ? Ra bàn hả? Trời ơi. Há, tiếng gì ghê quá. Không có đi ngủ, không đi ngủ, đâu đi ngủ. Làm sao? Hết gym rồi. À. Vậy hả? Cái vậy hả? What? Không. Sao trời? Cùng làm mẹ gì? Không đi xuống được thì làm mẹ gì? Trời ơi, ghê. Trời ơi, dữ à. À, thế à, là mở cửa sổ hả? Cũng dữ à. Vậy luôn. Ừ, mở đi. Ok. Sáng chưa? Không có thấy wood ở đâu hết trơn á, mà cứ wood wood mà. Mày. Sao không đi được? Từ từ bình tĩnh. No. Rồi sao ta? À, lo chuyện gió đây hả? 17 ha, rồi rồi. 17 đúng không? Mười bảy. Thời tiết là mát là gió. What the fuck?
sức 46 độ F. Đây vừa xuống bullet drive condition nè. Chứ thời tiết là win đúng không? Chứ thời tiết gì? Chị ba thời tiết gì? Clear hả? Trời đất. À, báo cáo đây à, ok. Reboot Smith, ok. Rồi, giờ sao nữa, reboot rồi. Không xuống được các bạn à. Đúng là phải. Điều đó là nó trở nên lạnh rồi. Chơi gì á? Ba nào, tôi tưởng đâu cháy nhà. Cái gì nữa? À đổ à. Hiểu rồi, như là chốt lửa vậy đúng không? Có cháy đâu trời, giỡn hoài. Hình như đốt lửa đây nè. À, đốt lửa ở đây đúng không? Rồi ok, bây giờ lấy gì? Ơ chị, trời ơi. À này, map chỉ đâu đây? Má vải chỉ sai dữ à. What the fuck? Mấy hiểu mẹ luôn. Tại sao giờ đổ sang đây hả? Phải không? Có phải đâu. Không phải. Má cọt vậy. Má méo hiểu mẹ gì luôn. Quên. Sao trời. Vãi. Live 12 giờ.
sao dữ à. Ừ sao dữ à. Má múc chỉ luôn. Rồi vậy đứng dậy thấy ai trời. Tôi không xuống được. Làm sao? Quỷ à nãy giờ. Cái gì vậy? Không có gì ta, cái củi đốt à. Molly. Vậy má vậy mà nãy giờ cứ kiếm quá trời luôn. Trời ơi má game. Bởi vậy tôi nói không bao giờ mà phá đảo nhanh được vậy. Ê lấy đèn pin, đèn pin. Không có đèn pin là ăn cứt nha. Làm ăn chán bỏ mẹ. Nói chung là đốt lửa rồi đúng không? Không được đi quá xa đúng không? Rồi rồi. Ở đâu? Trời ở đây cũng đo được nè. Ở đây cũng có nhiệt độ này. Cái này pin luôn. Rồi. Đây. Gỗ quá trời nè. Trời ơi cái tiếng hú hú tôi sợ quá. Quay không? Quay không? Quay không? Ê, má ơi đừng có... Đừng có quấy rối anh nha. Ủa má ghê quá. Báo công an á. Ok. Rồi. Bây giờ sẽ đốt. Bùm. Trời ơi còn phải dùng ga nữa. Má ảo ma chứ. Đổ vậy hả? Bây giờ ở đây kìa. Ok. Ngon. Tôi thấy khói rồi. Sao nữa anh ơi? Báo cáo rồi nha. Rồi. Tôi nghĩ đến lúc phải off hôm nay rồi. Tuần tháp 12 kết thúc. Mong chúc bạn có một đêm thật là tốt. Vì ta tân binh. Đừng để pet bug bay, đừng để mấy con mũi đốt mà. Good night Connor. Nói chuyện anh sau nha. Ừ. Nói chuyện rất thân mật nha. Tôi phải đóng mấy cái ngoài này lại. Trời ơi mở ra xong rồi đóng lại. Phải cả cứt các bạn à. Tôi rảnh hán quá mà. Thấy không? Rảnh hán quá mà. Phải thiệt. Ok. Chưa. Đóng. Ất hà rồi. Thế thường mấy game tìm đường này chơi hồi thì cái đầu nó giống như bị say xe vậy các bạn. Để tôi sợ lắm. Chơi mấy game FPS mà chiếm đường hồi đúng như bị say xe vậy á. Thiệt luôn á. Ok, ngủ. Cái gì? Ôi đâu, cái gì? Sai, đóng, đóng rồi mà. À còn. À đóng cửa mà riêng tư luôn. Còn kia. Còn một cái nữa. Ở đây đâu đóng được đâu. À. Ghê quá. Ok đi, ngủ. Bye bye. Ba giờ sáng. Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Tín hiệu gì?
Cái gì vậy, cái gì vậy? Đang ngủ ngon mà. Khó nó. Anh ơi, tôi có đi đái nữa. Nhá, cuộc đời đi đái đĩa không à. Rồi đái đâu? Đi đái đâu nhỉ? Đèn pin đâu, đèn pin đâu? Trời ơi, đi đái đi xuống đây luôn à. Trời đái gì luôn à. Trời ơi. Trời ơi, đứng ở đây đái xuống luôn hả? Lỡ trúng đầu đứa nào sao trời. Méo hiểu luôn, quên. Trời, trời đái dữ à. Má này uống uống dữ lắm hay sao á. Game thứ hai, ui trời ơi, gì giống Freddy vậy? Trời ơi, uống trà nữa kìa, trời ơi, nó nhàn nhã. It's just you and the wind. Mà chill các bạn, nha, ngắm cảnh thấy chill không? À, quá chill luôn. À, ngâm ly cà sữa đồ. À, tôi ghét cái kiểu này ghê luôn đi. Trời ơi, mấy ảnh nữa. Xài iPhone như vậy? ISO 100 đồ. Anh nghe luôn chứ. Đây là Connor đây. Ok. Anh nghe chưa chứ? Nghe rõ. Connor, cái gì vậy? Son of a bitch, excuse me. Nobody bothers to get a camping permit these days anymore. Không ai gì bận tâm mấy việc cắm trại, được phép cắm trại những ngày này. Anh có để mắt tới cái đám khói ở phía bắc không? Chứ không được cắm trại đúng không? Mà vẫn cắm trại đúng không? Có đây nè. Sao vậy? Làm sao? Đi đó à? Nhưng mà nãy người ta cảnh báo mình không được đi đó mà. Rồi anh. Mệt, cái thằng đàn bà nó nhiều quá. Về đều nó không phải là chỗ nó gì đó nó xuất hiện ở cái đường mà Lazy Trail Sector đúng không? Không phải là nơi Register là chỗ nào phải nơi cắm trại à. Anh à, muốn check không? À... Ừ. Thế là phải có thông tin gì để tôi mới biết đi chứ. Rồi phải đi thiệt luôn hả? Ấy, nó dặn cái gì quên rồi. Nó đâu có ghét gì trời. Chắc là cầm cái này theo nè. Không phải cầm vậy rồi cuối cùng biết là hướng bắc hướng nam không? Wow, wow. Hồi nãy tôi đọc không kịp để tôi lo lít lít không à. I left the beer spray. À phải cầm theo cái đồ xịt mũi. Cái gì? Xịt dấu hả? What the fuck? Không trời sáng đâu cỡ này đâu.
Đây. Xa dữ à. Ôi trời, tôi mệt quá. Tôi muốn được cuộc sống an nhàn cũng không được nữa. Trời vậy sao ở chỗ gì vậy? Trời gấu hả? Trời ơi, có gấu nè các bạn. Ok, giờ tôi sẽ săn gấu nha. What? Ủa sao giờ 8 rưỡi tối rồi? Rồi bỏ mẹ rồi, quên cạm đèn pin. Rồi xong ngu luôn. Cái gì vậy? Tiếng ai? Ủa tiếng ai vậy? Ủa ai gấp chạy? Ôi tới nơi rồi. Đây là cái gì, cái gì vậy? Từ từ, cái gì khủng bố vậy? À, I'm sorry Kay, I don't think my sector very good. Vậy là sống tốt đúng không? Trời, tôi không tin là ở đây sống ổn. Cái là cái sống đó. Trời ơi, lại còn nhắn tin nữa. Cái số à, hèn gì phải bỏ cái kia xuống. Trời ơi. Ok. Ok, được chưa? Ok, xong. Đây, đây, đây. Ủa? Chưa được à? Không chưa? Hết rồi. Quên. Thôi về nha. À, còn gì nữa không? Hết chưa? Ừ thôi về. Xong rồi, xong rồi. Thì mình dọn lửa thôi chứ có làm gì nữa đâu. Phải không? Kia dọn lửa xong rồi. Chín giờ PM. Ủa sao kỳ vậy? Tôi quay trở lại tháp tôi trong bóng tối. Tôi không thể sao ta? I couldn't set the scene. Tôi không thể nào cảm nhận cái điều gì đó cực kỳ là khủng khiếp, gì đó, điều gì đó sai, cực kỳ sai. Tâm trí của tôi không giúp cho tôi ổn định được. Không thể nghĩ được gì xảy ra. À, tức là mình không có đèn pin đúng không? Đi ngay trong bóng tối luôn. Rồi, thôi rồi, lượm ơi. Ok. Vâng ổn, vâng ổn. Dạ dạ dạ. Ui, rồi ơi. Sợ hãi vô cùng. Cần phải báo cáo. Ok. Nhiệt độ nhiêu? 46 độ F. Gió. Rồi gió bao nhiêu rồi? Gió là 21. Trời ơi, gió mạnh dữ à. Dữ à ta ơi. Rồi ok, nay 46 độ F. Ông biến ok. Gió là như ấy, quên mẹ rồi. Nãy như quên rồi ta. 17 phải không? Nè, thiệt luôn, quên hoài à. Thế coi. Cái gì ta? Hai mốt quên, gió là 21 các bạn, gió là 21. Ủa sao number à, mà number mà
Rác đúng không? Gió mạnh thì chỉ có là wind thôi. Đéo phải à? What the fuck? Cái gì nhỉ? Cloud hả? À là mây hả? Rồi xong. Là báo cáo. Ok, nghỉ khỏe. Set up. Tôi phải báo cáo với Connor à. Connor, do you copy? Hey, Connor. Nghe rất rõ đây, tân binh. Tôi đang nấu ăn. Nhà thế nào rồi? Anh đùa tôi à? Son of a bitch. Họ không bao giờ học được sao? Đó là ý gì anh? Tôi mệt mỏi lên khốn mà thật không biết tin. Scream. Con cáo, con cáo hả? What? Cáo đỏ à? Ôi, tiếng người kêu mà. À, ba đứa trẻ mất tích nữa hả? What the fuck? Gì? Tôi nghe như người những người lạ. Có rất nhiều người cắm trại blocking area. Họ đi lạc đường và đã bị tiêu diệt, không còn dấu vết. Chuyện gì xảy ra với đứa trẻ? Tôi không biết. Những cha mẹ nói là những kẻ thì thầm đã dẫn chúng dụ chúng đi á, không biết tin được. Và dịch khúc này gọi là cái gì ta? Cái khúc này dịch là sao? Đợi xíu nha. Cái này quan trọng phải dịch nè. Khoan. Mọi người bắt đầu lan truyền tin đồn rằng khu vực này có thể bị ám ảnh bởi một số thực thể. À, entity là thực thể đúng không? Rồi rồi rồi. Trời là điên khùng. Tôi nghĩ rằng những cái câu chuyện này sẽ làm sợ cho những người khác không xuất hiện ở đây. Ừ. Một cách rất tích cực. Tôi ước vậy đó là thật. Ê, có khi cái thằng mà nói chuyện mình là phạm nhân của ông Trần á, ta phải là có là hung thủ á. Ok. Thôi thôi đứa này đi ngủ. Tôi quá đói bụng rồi. Phải đi ăn thôi. Trời ơi, cái gì vậy? Cà chua là một cái nha, rồi còn bốn cái nữa. Tomato hả? Tomato rồi cái thứ hai, ok nha. Cái thứ ba đúng không? Ok rồi cái gì nữa ta? Ok, cái này nữa. Đúng chưa? À, như mình còn mì thì giữ là mình phút pasta gì á. Không, cái này không có. Không phải luôn. Ta không phải này không? Không, không, không. Cái gì á? Mẹ ơi, cái gì vậy trời? Nấp. Không, hình như ở này nè. Đây. Rồi. Sao nữa? Bỏ vào đây 420 độ. What the fuck? Rồi sao nữa? Phải tự chỉnh độ à. Trời ơi, cái gì trời. Tới lâu. Anh có đó không? Nghe 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 anh ơi, từ từ từ
ta đang ăn mà thiệt luôn. Gì ta, cái báo cáo của anh về bọn chúng tới thẩm quyền à, chỉ giờ à, tức là chỉ là báo, chỉ là đã báo cáo vấn đề của chúng tới thẩm quyền rồi, cứ chưa hy vọng là họ sẽ tìm họ sẽ truy lùng được ra và cho chúng một bài học, đúng không? Vậy chúc buồn ngon. Ngon, đông cửa đại. Trời, ăn trên giường nữa. Vậy hả? Trời ơi, pizza ngon dữ à. Ê, có nào ăn cái có người đi ngang qua không? Nghi lắm á. Từ từ, sợ lắm. Má ăn ngon dữ à, cái hồi cái mắt ỉa nè. Nó không phải đi. Hồi nãy tôi thấy cái khúc game mà có ông bảo vệ á, là thấy có hàng nào bóng đen đi qua rồi. Tôi ăn no rồi, má nấu cho chưa, chưa dư vào. Ở đâu? Tôi lên bỏ tủ lạnh, wow, mày. Mệt, ngủ. Trời ơi, lấy gỗ nữa ha. Mệt nha. Ok, đi. À, rồi. Nói gì mà chỉ lấy gỗ nữa. Đi sợ sợ quá, men. Bắt đầu xuống đây thấy sợ sợ thì sao á. Nói nghe tiếng gì á. Đứng cửa. Nè, đổ vậy đó hả? Ok, đứng cửa. Khoan. Phải ra ngoài đóng nữa. Okay. Okay, nha. Ngủ. Mấy đêm tất cả. À, giờ 7 sáng nữa. Cứ đúng giờ là bon cái vậy à. Tôi đã bị đánh thức bởi cái cảm giác ấy gì. Tôi nghe tiếng hít gió. Ai vậy? Ai? Cái gì vậy? Ai? Nghe tiếng ai? Ui, ai mới núp rồi? Ai? Có gì đó rất lạ đêm nay. Tí đèn pin. Bật đèn lên. Rồi ok ok, bật đèn rồi. Thằng nào nào. Trời ơi, đây rồi. Ui ơi, trời má. Trời ơi. Má ghê vậy. Ủa sao? What the fuck? Má ơi, cái tiếng hết hồn luôn á. Rồi thôi bỏ mẹ rồi. Không mở cửa, không mở cửa. Trốn đi, trốn đi. Trời.
Trời ơi, cái mic có lên tiếng luôn hả? Trời, có vô không trời? Mình tắt đèn trốn hay sao á? Nó không có vô. Nó không có vô mấy bạn. Trời ơi, không có kêu bạn đồng minh tới giúp được hả? Rồi sao đây? Ủa làm sao? Hay làm vậy ta? Ai? Ủa? Ai vậy? Ai? Thằng nào? Ôi. Má. Ủa sao kỳ vậy? Rồi nào, đặt cái này như thế này chứ phòng tôi đây. Rồi, tôi phải liên lạc với con nó, đúng rồi. Con nó, anh em tôi chứ. Con nó. Tôi recovery. Tôi cần phải chuyển anh khẩn cấp lắm. Hello. Anh có biết cái bây giờ không? À, có gì đó ngoài cửa tôi. Tôi không nghĩ là những đứa trẻ ngoài này đâu. Tôi sẽ có ai đó tới giúp anh vào ngày mai. Đóng khóa cửa và nín thở. Ok. Đi ngủ đúng không? Má vô lý thiệt chứ. What the fuck? Tôi không chắc rằng đêm qua là mơ hay thật nữa. Con nói là không tin tôi. Ừ. Thấy không? Con nói đó tin đâu. Ta tưởng mình bị quan tưởng các bạn ạ. À. Có gì đó rất kỳ lạ trong khu rừng này. Quan sát hả? Hai học có bài giờ làm cái gì?
Trời ơi, ống nhòm mà cam có thấy mẹ ở đâu? À, chui chui á hả? Trời ơi, quỷ à. Quá đáng. Nhòm thôi mà hư hỏng. Ơ gì vậy? Cái gì vậy? Qua đây không? Không thấy đường luôn á. What the fuck? Thấy mẹ ở đâu? Rồi quan sát kỹ đi. Rồi quan sát kỹ nha, coi có ai đây không? Mình đang ở trên trạm, cứ nhìn nhìn xuống mà. Cứ nhưng mà thấy cái gì đó kỳ lạ đây. Không thấy gì hết các bạn à, không thấy gì hết. What the fuck? Thấy mẹ đâu trời. Ừ, vô cô bác thôi mà. À, quá mệt. Rất mệt các bạn ạ. Ok, mày làm gì nữa? Có ai đó không? Tôi giúp đỡ. Mẹ ra chết là tôi đi. Tôi không cảm thấy cái gì ta, tôi không thấy thoải mái khi đóng cửa đúng không? Rồi, rồi, rồi. Ok, khóa cửa đi, khóa đi, khóa lại. Rồi, ok. Tôi nghe rõ. Tôi là ok, thì số là gì? Tôi không phải nhớ đường quay lại cái xe của tôi. Tôi nghĩ tôi lạc rồi. Anh có thể miêu tả bộ đồ của anh được không? Mặc cái gì áo sách cái áo khoác đỏ ha. What the fuck? Có flare gun luôn. Là sao? Test đi chơi là map. Là sao ta nó ở đâu? Phải đưa dịch cái. Má ơi, tiếng Anh không mà. Tôi đang ở một con đường mòn, bây giờ tôi đang ở giao lộ. Tôi không nhớ mình đi đâu. À, giao lộ, đường mòn hả? Là đâu nhỉ?
similar. I'm just so angry. I'm at a trail intersection now, but I'm going to be honest. I had my suspicions on the left trail, but if you say, I couldn't have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. Không nói nữa. Là sao? Tôi nghe anh rồi. Tôi nghe tiếng hút chó của anh. Không phải có tôi. What? Tôi thấy anh đằng sau cái cây ngay bên cạnh tôi. Đó không phải là tôi đâu. What? Ai gõ cửa? Ôi, ai gõ cửa vậy? Ôi chết rồi. Ai có cửa? Bé mở cửa đâu, không mở cửa. Ôi, hù tưởng hù tôi vậy chứ. Thôi đừng có cửa nữa. Thôi tôi mở rồi. Rồi nếu tôi cứ núp ở đây là nó cứ vậy hoài luôn ha. Trời ơi, nó bụng nữa. Ôi, holy moly, làm gì mà lâu vậy anh? À, tôi đã gõ cửa hàng giờ liền. Tôi được cái gì ta? Tới để xem anh thế nào. Tôi đang giúp đỡ cái người đi lạc. Vào cái thời điểm này mong được Chúa phù hộ. Dù sao thì Lord the Tower Supply here. À là cung ứng đúng không? Rồi. Anh đã làm gì tối qua? Tại sao? Ở phía Bắc. Tại sao anh ở đó? I wouldn't scale around. Tôi không có kêu gì đó. I wouldn't scale around their pal. Tôi được cử tới đó để kiểm tra đám khói. Oh Lord have mercy. Nasty business up there, pal. Những con mèo vẫn gấu. Anh phải cẩn thận vào đó đấy. Gì ta? Những cái khu rừng này không bình thường đâu. Những cái đồ ngoài đó rất là yêu thích bám lấy anh đấy. Trời nghe ghê vậy. But you have to keep me occupied here. Ok. Oh Lord, have mercy. Did you take a photo? No. Sao kịp? Do you... you know, it's best we don't... chúng ta không nên nói những cái điều này. Chúng ta không thể làm cái điều gì nếu không có bằng chứng. Anyway, trễ rồi, tôi phải đi đây. Cẩn thận đấy. Ok. Come on. Cái gì đây? Trời ơi, đồ ăn nữa hả? Báo cáo nữa kìa, 56 độ F đúng không? 56 độ máy ghê quá. 27 này gió 27 luôn ghê chứ. Z okay. Làm sao nhỉ? Đoán gì nữa? Không. À, vẫn đi ra tiếp đúng không? Rồi ạ. Không.
Đi ăn luôn à? Ủa à, quá lạnh hả? Phải đi hâm lại. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, phải đi sưởi ấm nữa nè. What the fuck? Ôi. Ok. Ăn ngon dữ à. Ăn vậy không ăn canh gì hết trơn vậy hả? Ok, xong. Nói lại nữa. Suốt ngày. Ê, đừng hù tôi nha, sợ lắm. Má anh ơi, làm gì hết hồn mà cái gì vậy? Ơi anh làm tôi hết hồn đấy, tôi hiểu bỏ hết tim đập thật luôn á. Understand loneliness can make my play trick on you. Tên là gì vậy? Name can be deceiving, call me Silas. Who are you? Anh ai? You need to be alarmed. Tôi là công nhân. Tôi I just user maintenance radio tower over there. Hả? Tôi tới để giao lưu. Ừ. Anh là bị trái về à? Mỗi ngày chủ nhật. Some fry I mean to burn. Một số ngọn lửa có mang nghĩa là đốt. No amount revenge can stop them. What do you mean? Nature, thiên nhiên, có kế hoạch của dự tính của nó, có điều đó không thể kiểm soát được dù nó quấn cỡ nào. Thảm họa cái gì đây, chỉ là những thực gì những cái gì giống như là làm sạch làm mới lại á. Ừ. Giống như là rột rửa vậy á. Như vậy á. Back to tower now. Ngủ ngon nhé xác. Ok, cút đi anh. Mình đầu tiên ghê luôn mấy bạn. Trời ơi, má ơi. Thôi bây giờ sau khi chơi game này tôi đã thấy ai mà rủ mình làm cái này thôi tốt nhất là từ chối đi nha. Ừ, ghê quá. Rồi rủ ai làm chung đi chứ một người sợ lắm. Game ơi, cái gì vậy trời, đổ cái thùng xăng thôi mà lâu lắm. À, đó đó đó, ra lên lửa nghe 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 right here. Okay, tôi lấy củi thôi.
The guy maintaining nearby radio tower. Cô bộ không phải hả? Có phải ngày hôm qua không? Là sao? Anh định hù tôi à? Ôi, cái gì vậy? Radio đã sao? Out of service. Đã không có ai không có gì vụ hỗ trợ đó giờ rồi. Nó đã đóng cửa nhiều năm trước. Sau cái vụ sét đánh đốt cái hệ thống. Và nó sửa chữa đã chiếm rất là nhiều tiền. Đèn tôi vừa nói chuyện với ai vậy? Nếu bây giờ nó là thật. Là sao? Dịch thử coi. Những tên côn đồ khác chơi khăm bạn à? Phải dịch vậy luôn hả? He knew my name. Tôi cũng không chắc nữa. Sure. Ok, ngủ ngon nha. Ok. Nghe ghê quá. Ấy chết mẹ, tôi quên đóng đóng cửa sổ rồi. Rồi. Gì đây? Tôi dặn lòng rằng nếu mà xung quanh có thay đổi gì, tôi cần phải lập tức nghi với những điều lạ đó ở trong rừng. Nó chỉ ở sớm thôi. 2 đêm sau. Trời ơi dữ à. Nha, chơi game này tôi bị đau huyết áp các bạn ạ. Tôi nghe đây. À, có cái update mới đúng không? Rồi. Ok, đâu? Update đâu? Update à, console hả? Tự ý gì? Sai hép hả? Update hả? Check for update. Check. KUPD. À rồi, ok. Update service. No. Install mà mình chấp test vô. Đúng rồi. Ok. Code là gì? À, code đấy hả? Là 5, 4, 6, 8 hả? Death. Trời ơi, tôi sợ quá. Có lợi gì với bạn? What the fuck? Code là cái gì đó? À, cái này nè nè. 43 cái gì? 4 3 4 6 0 8 4. À, tiếp like là cái gì ta? Trà tru hay gì? What the... À, tiếp hả? Ơi, làm sao nhỉ?
Làm gì ta? Rồi sao? Zip line là sao? Zip line là cái số trên này hả? Cái số zip line là 1045 phải giờ. What? Enter zip line à. Build line. Một 1045 khoảng cách 5987 5487 5416 đúng không? Sai. Rồi. À, về một số rồi đúng không? 1045 bận. Không sao bận. Vậy là chỉ có là 5487 thôi. Ok, hiểu rồi, 5487. Đúng rồi. Rồi update xong. Kêu system update. Oh, what the fuck? Rồi, xong mất nguồn điện luôn, quên. Để pin đâu? Xuất sắc các bạn. Quá tuyệt vời. Quá ghê gớm. Mấy thằng nào chơi phá điện vậy? À, vậy là có người phá điện các bạn. Vậy là có người phá điện á. Out gas hả? What the fuck? Rồi xong, ngon lành. Sao? Làm gì? Tôi phải đi đái. Đái đi. Đái. À đấy hả? Sao không đây? I really have to be. Thì nè, vô nè, sao không đây? À, cửa đóng, trời ơi. Hello, phải không? Nó số tự đáy không? Rồi mát hơn. Hồ tôi phát là tôi ẻ luôn á. Một tuần sau, trời ơi, mẹ ơi, méo hiểu luôn. Thời gian trôi qua nhanh quá. Con generator của under maintenance. Tôi phải gì? Tôi phải hỗ trợ anh ấy đúng không? 2 ngày quen không có lửa, tức là mình quan sát giùm anh ấy 2 ngày, tại vì anh ấy không có xem xung quanh được. Trời ơi, tức là hỗ trợ con nó. Ok, tội nghiệp con no. Jack, anh cần xem cái này.
Còn tính vậy. Nghe. Mệt quá. Muốn rớt áp dành luôn á. Nghe. Tại sao? Là coi ngoài có thấy gì không hả? Ok. Trời má. Đừng làm sợ gì nữa nha. À, đám khói kìa. À, ống nhòm đâu. Ok. Ôi. Ủa bạn coi kìa. Cái đó là cái gì vậy? Ôi. Có đồ chụp hình không? Ok. Điện thoại tôi zoom được không? Được luôn. Ê, nó thấy. Chết mẹ rồi. Chạy đi. Nó tới kìa. Nhanh lên. Nhanh lên. Không cửa, không cửa lại, không cửa lại. Trốn. Trời ơi. Đừng để tiếng động. Chưa hình như tôi nhớ cái đường đi xuống, cái đường mà đi xuống bên này mà sao nó đi bên này, thế là thế đi bên phải chứ. Đúng rồi. Ghê quá. Má đéo nào nghe tôi luôn. Má đi ngủ. Bây giờ làm gì? Tôi phải chạy. À là chạy hả? Ôi. Là phải chạy. Chạy đi. Ôi chạy đi. Anh ơi. Chạy đi. Chạy đi. Nhanh lên. Chạy đi. Chạy đi. I got ready in train. Oh no. Chết rồi. Ôi rồi bỏ mẹ luôn. Mấy thằng cất kìa. Má ghê thiệt. Abandon. Ê phải đi trong im lặng các bạn. Trời ơi. Nghĩ sao mà ồn ào vậy.
Yeah. Okay, lại đi, lại đi. Rồi, nghe rồi mà, khổ quá. Lo chạy trốn kìa, ở đó mà cứ gào gào lên ôm sòm. À, bỏ đi đi. Rồi, ok. Đâu rồi, khoan, 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 xí, xí, xí. Ending sao chó đẹp đây? Chụp hình đúng không? Rồi. Rồi đó, đó đó. Trời ơi. Nhanh lên. Rồi đó nó tới kìa. Không sao kịp mà, kịp mà. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, vô vô cửa, cửa. Trốn, 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 trốn. Mày chết cha tôi dục cái đèn rồi. Rồi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi xong. Ăn cướp luôn. Rồi xong. Luôn. Rồi ok. Ừ. Mẹ. Phải. Làm sao? Trời mất thời gian ghê luôn á, cứ cứ tua lại gì hoài à. Rồi. Mà sao chụp nó thấy được ta? À, đèn flash. Trời ơi, đèn flash, hèn gì. Có cách rồi, trốn biết sao. Trời má. Trời trốn sao trời. Má má hiểu luôn á. Khoan là lần cuối nha, để coi mình cần sự trợ giúp của
YouTube nè. Tuần sau. Tôi cần phải chạy ngay. Ok, chạy nha. Phần này phải được nha các bạn. Đóng cửa. Mấy sao chạy trời. Chắc phải đứng ngoài đó đó. Ôi. Tôi làm gì? À, không được, đeo được. Rồi. Má ơi, đi sao trời? Nó nhìn kìa. Trời ơi anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Con mẹ anh. 1 2 3 là chạy nha. Không quay lại luôn. Rồi 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 chạy. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng. Nhanh lên. Cơ hội cuối cùng. Rồi thôi rồi. Anh ơi. Rồi xong. Ăn cất luôn. Mẹ sao trời. Rồi 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 đi đi đi. What the fuck. Ok nha, bây giờ mình sẽ chụp hình đứa này nha. Ôi trời ơi. Mà để đi, để đi, để đi. Nó tới kìa, tới kìa. Nhìn lên. Những cái quần què vậy.
Rồi mới chạy thôi. Ôi, chạy đi chạy đi. Rồi 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 rồi, rồi. Nhanh lên. Cơ hội cuối cùng. Chạy nhanh. Tôi phải nhanh hơn nó. Ôi, đóng cửa cửa. Xong rồi, chạy thôi. Chạy gấp luôn. Chết mẹ, đường nào vậy? Rồi, hết game. Hết chưa? Đi. Tới nơi rồi. Đi đâu rồi? Tụi nó khóa rồi. Chạy nhanh lên. Rồi. Dĩ kịp rồi, chạy nhanh lên. Đi đường nào? Chạy nhanh lên. Move. Không cửa. Ôi, chạy. Ôi. Rồi hết game. Wow. Tôi đạp ga và chạy thiệt mạng luôn. Vâng. Tôi đã cảnh báo với HQ lúc xét. Ok. Đây là gửi hình cho HO đúng không? Vào sáng kế tiếp, chính quyền đã đi điều tra khu vực này. Và dĩ nhiên, bọn họ không thấy bất cứ điều gì cả. Không ai tin câu chuyện của tôi. Tưởng bị khùng á. Just stick to looking up for Fright. What the fuck? However, tuy nhiên, lần cuối cùng tôi đặt chân tới khu rừng này. À đó là cuối cùng không? Lần, đúng rồi, ai dám vô rừng nữa? What the fuck? Gì ta? Sit there, Stormat. Ok. Nói chung là ám ảnh thiệt. Nếu mà mình mà ở giai đoạn đó mình sợ té đáy luôn á. Thật hay không? Sao bóng tối những cái gỗ á? Còn biết cái này có thật không nha? Nếu mà có thật cái này ghê lắm á. Nghe an toàn kia ở rừng nha. Ừ. Ok, xong. Hết game. Wow. Quá ending này tôi không đỡ được luôn á. Ok, coi như xong game rồi các bạn. Ok, thì mình cũng coi như là vừa hoàn thành cái game Fear to Phantom phần 4 các bạn. Thì chúng mình hãy cùng chờ xem khi nào phần 5 ra mắt và phần 5 này nó sẽ là sự kiện gì nhá. Thì nếu các bạn yêu thích game này thì có thể tải về chơi thử nha. Thì mình đánh giá cái phần 4 này là rất là hay. Cái tính kinh dị của nó được đẩy lên cao luôn á. Jump scare cũng được đầu tư châu chuốt. Bây giờ cũng gọi là tôi bị jump tới mấy lần luôn á. Thiệt. Nếu các bạn thích game này có thể tay cho thử nha. Ok, thì hẹn gặp các bạn các video sau nha các bạn. Bye bye.